Dạ con xin mến chào cô chú anh chị em. Ngày hôm nay hôm bữa con có lên được một đoạn clip con chia sẻ về cách trị liệp sáp đó. Thì con đang trị là cái cây hoa nhạo, cây nghệ thuật của con nè. Thì có nhiều anh em cũng hay nói Tài ơi, con chịu khó quay lại cái cây đó cho mọi người cùng xem. Tại vì cái cây đó là một cái cây bonsai chi cành nhạo cũ mà cái đoạn con nó rất là gắt. Tại chia sẻ đi trong cái đường thân nó cho kỹ để anh em xem và học hỏi những cái đoạn co này. Thì ngày hôm nay thì em sẽ quay chi tiết lại cái cây này cho cô chú anh chị xem nha. Kính chúc mọi người có một ngày mới gặp nhiều bình an, gặp nhiều sức khỏe, may mắn bình an đến với tất cả cô chú anh chị em. Nếu cô chú anh chị em xem clip bên con thấy hay thì cô chú anh chị em cho con một like, cho con một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho con nha. Giờ con sẽ bước vô cái cây bonsai đang nằm chậu 60 của con cho cô chú anh chị cùng xem nha. Dạ ở đây là cái đường thân ở trong của nó. Cây này là được cây một thân một cốt xù hai cô chú. Thì cây này đế của nó bao điều, nó không phải là cây lũng đế, mà nhưng có cái là những cái cây này thì nó đế bao điều thôi, hoặc nó chỉ có ba mấy, nhưng có cái là ba mấy gần 40. Chi cành nó rất là bự nha. Nè cô chú anh chị nhìn nè, bẻ một cái đoạn con nó rất là gắt. Những đoạn con này trong miền Nam con thì gọi là con hoa nhạo đó, cành nhạo đó cô chú. Đây nè, con quay chi tiết cho cô chú anh chị xem ở dàn trên nè. Đây là cái cành đổ của nó xuống dưới nè. Nó không phải là nó sạc ngang ra, nó không phải là sạc ngang ra gì. Nè, co lắc nhẹ qua tới bên kia xong cái lắc xuống. Nó có một cái cành hồi bên này luôn nè, thấy không? Còn dưới này nó có một cành đổ. Cây này con đang trị điệp sáp. Ngày hôm qua con mới xịt thêm cái thuốc gọi là cái thuốc anticon á. Lá non gì con hay xịt anticon vô để bảo vệ dàn lá của nó. Rồi ở trên này thì những cái đoạn co đó nè, cô chú chị nhìn thấy không? Nó từ trong này nó lắc ra. Nó lắc ra đoạn co nó rất là khít luôn nha cô chú. Đó, nè, lắc ra nè. Cây này con mua bên vùng Đồng Tháp nè. Để con quay dàn trên cho cô chú chị xem. Ở đây là cái dàn trên của nó. Đó, cái cành ở trên đó nè. Cô chú chị nhìn thấy cái đoạn co của nó. Co này thì bự hơn ngón giò cái em luôn nha. Nè, nó co ra đây. Co lắc ra, bẻ xuống, nhạo rất là đẹp luôn. Cái này nhạo gắt luôn chú. Thường thường thì những cái cây nhạo của những cái cây mai tàn thì nó nhạo xuống cái rồi sẽ sạc mâm ra. Còn đây là họ nuôi những cái cây bonsai á, họ sạc ngang ra nè, thấy không? Đoạn co nó muốn dính vô thân đây luôn. Đó. Chỗ nào cũng co lắc léo nha cô chú ơi. Từ bên này qua nè, cô chú anh chị nhìn thấy dàn cành của nó. Cây này cây đang lên xù phần gốc hết trơn à. Cây này những cây em tâm huyết em đang nuôi đó. Nè, những cái chỗ này thì nó có một cái đoạn dương ra nè, thấy không? Bởi vì em nuôi thêm một cái chân cành ra. Chân cành đó nè. Đó, ra hết nha cô chú. Dàn bông này thì con nói cô chú anh chị, dàn bông này thì không đẹp nha. Dàn bông này không đẹp nhưng có cái cây này dàn chân cành nó đẹp quá. Ghép thì em sẽ không ghép. Tại mình tiếc cái dàn nguyên thủy theo cành của nó đó. Em ít chơi ghép lắm. Dàn bông này thì đế của nó rất bự nha cô chú. Tại con đang ở trên này thì con không có thước đo nữa. Hoành thì lúc con mua thì nó khoảng chừng 37-38 hoành. Xù nè. Những cái đoạn trong này thì nó đã xù hết trơn rồi nè. Nó một thân một cốt lên. Bên kia thì nó cũng có những cái đoạn cành nè. Cô chú anh chị nhìn thấy đoạn cành bên đó nó rất là khéo nè. Cây này nó khéo cây dữ lắm cô chú ơi. Đang nằm chậu 60 lọc lòng. Tán ngang của nó tầm 1m2, cao lên được khoảng 1m. Đây là con quay chi tiết cho cô chú anh chị xem để cô chú anh chị làm những cái cây, muốn làm những cái cây nhạo á. Đó. Thì lên trên thì ngày xưa con tán ở đây. Và tới này con sẽ giật con nuôi thêm một cái cành lợp bên này nữa, con đang nuôi thả nó nè. Ở trên thì con đang nuôi thả những cái cành này cho nó lớn ra. Con bẻ một cái co nhẹ nó chứ cái. Đó. Bẻ nó co nhẹ nó cái, còn những cái đầu này con nuôi thả ra hết luôn. Con nuôi thả hết. Đây là cái mặt hông nha. Mặt hông của nó. Đó. Ở dưới lên trên thì cô chú anh chị cũng nhìn thấy những cái dàn chi nhạo của nó. Thì cây thì thực sự ra nó thì chơi cây thì em cũng có giao lưu nha cô chú anh chị. Cũng có giao lưu. Thì những cái cây mai này thì thật sự ra nó thì em cũng tâm huyết.
những cái cây mai thì cô chú anh chị chơi cây thì cũng có những cái cây mai mà cô chú anh chị gọi là cực kỳ ưng ý, mình thương nó, mình không muốn giao lưu, nhưng mà em thì rất là nhiều cây nha. Chẳng hạn như cây này thì em cũng có nói cô chú anh chị em rất là tâm huyết đến cái cây này đó, thì em vẫn giao lưu cho cô chú anh chị luôn. Cây này hiện tại giờ thì hoành 30 mấy, gần 40, chia cành nhạo này thì em giao lưu giá 45 triệu nha. Đó thì cô chú anh chị nhìn thấy cái độ xù nữa nè. Thì nói chung thì những cái cây này trong cái thời gian dịch này thì em cũng dẫn lên clip để cho cô chú anh chị ngắm những cái cây mai của em. Trong thời gian tới thì cũng có thể là em làm rất là nhiều clip chia sẻ về lóc, cái vlog và chia sẻ về kinh nghiệm về mai vàng và trị bệnh thuốc và uống éo tạo hình nó như thế nào nha. Thì cũng có thể có những cây đang cần là cần phá lại để nuôi lại thì em vẫn có những cái clip để em đóng góp cái kỹ thuật của mai vàng. Em thì có nhiều làm tới nhiều thôi cô chú ơi, em không có dạng như là một cao thủ hay như thế nào, tại em cũng mới tập tành đây à. Em có sao thì em làm vậy, tại cái niềm đam mê của em đó. Nếu cô chú anh chị xem clip bên con thấy hay, cô chú anh chị đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho con nha. Cái dàn lá nè, dàn lá thì xuất sắc rồi cô chú ơi, nó đang ra nè, thấy không? Dàn trên vậy kia. Đợi 10 ngày nữa em bấm tỉa lại nữa thôi cô chú ơi, bấm tỉa lại sơ cá là ok liền. Nó tổng thể tàn nha. Này cô chú nhị nhìn ở ngoài mới biết cái độ đẹp nó nghe cô chú. Đôi khi trên hình á thì có thể là con quay không có được đẹp ha cô chú. Nó một thân một cốt. Quay lại dàn trong cho cô chú anh chị xem. Tại cây này thì chắc có thể là con sẽ ghép cái hình phôi lúc em mới mua về cho cô chú anh chị xem luôn nha. Thì cái cây này thì em mua bên Đồng Tháp, em mua chắc cũng năm ngoài, em nhớ là năm ngoài thôi. Tại cây em nuôi đường dài thì em cũng không quan trọng bông hay như thế nào, em đang muốn để khoảng chừng cho nó lá nó già ra nữa, em nuôi thả ra tiếp tục nè, nuôi thả tiếp tục cho những cái cốt nè, em giật 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 lại, em giật lại cho những cái cốt cành nó bự, cốt cành nó bự nè, những cái này em chưa có bấm luôn nè đó, em để cho cái dàn cốt này nè, nuôi thả ra ngay cho cái đầu cốt ở trong nó bự ra, rồi tiếp tục em bấm cắt giật vô. À, đoạn này cô chú anh chị nhìn thấy cái đoạn co nó, thấy cái cành đổ dưới đoạn co của nó, thì có hiếm lắm mới có được những cái cây mà bonsai mà cái cành cổ như vậy cô chú. Nè cái dàn trên của nó nè, nó tập chủ của nó nè, tập chủ một thân một cốt lên tới ha, đó thì cái gốc bonsai của em đây thì cho cô chú anh chị xem luôn ha. Đây là cái gốc bonsai của em, thì có thể trong thời gian tới này thì em sẽ giao lưu hết những cái cây bông trang này kia hết này. Có một cây bông trang mới bị mang về không có giao được. Đây là những cái cây mai. Thì trong khu này thì thực tới em sẽ để rất là nhiều mai bonsai nha. Em đang sưu tầm những cái cây bonsai bài về á để nuôi. Cây này là một cây nghệ thuật nè. Thì em bữa giờ thì cô chú cũng bị, cô chú anh chị cũng biết những cái cây này à, nằm chầu cổ. Đó. Còn cây này thì chia sẻ cho một anh trai ở Bình Định. Cũ nó 60 mấy 70 á, hoành nó có 20 mấy à, mà cũ nó bự nè. Những cái cành này không đúng thì cứ bỏ đi cô chú, em hay ngắt bỏ lắm. Đó, em đang nuôi thả ra. Còn cây này thì cũng đã chia sẻ cho một anh đó, đang nuôi độc chủ nè. Thì gốc của em thì nó chỉ có vài cây trên này thôi, chỉ có vài cây thôi. Còn cây đế sổ bữa nè, nó em sổ đế xuống nè cô chú, sổ đế xuống nè, những cái chỗ này nè nó lên trên nó dồn sức, nó đang nuôi chỗ mặt thẹo hết, hồi em cũng bắt bỏ hết trơn ha, cũng ngắt bỏ. Tại chỗ này nó đang dồn sức quá, nó sợ nó không nuôi được những cái vàng ở ngoài, tại vì vàng dinh dưỡng nó lên tới trên này thì nó gặp những cái chỗ mà nó cần nuôi trước á, đi lên thì gặp chỗ này thì nuôi trước nè. Bởi vậy khi mà cô chú chịu không ngắt bỏ thì nó sẽ, những cái vàng ngoài nó nuôi rất là kém nha cô chú, nuôi rất là kém. Đó. Trong khu này thì em chỉ có để sơ sơ vài cây à. Phân thuốc thì em cũng định kỳ thì 5 đến 7 ngày em làm lần, 5 đến 7 ngày em làm lần à. Rồi, cái đoạn clip của con chia sẻ về một cái cây chi nhạo cổ ngày hôm nay. Thì hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú anh chị em xem cái clip này ha. Kính chúc mọi người có một buổi tối xem clip thật vui vẻ. Nếu cô chú anh chị xem clip bên con thấy hay á, cô chú anh chị đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam bên con ha. Tại vì trong cái thời gian tới này thì con cũng mới lập một cái kênh mới, chuyên về tổng thể những cái cây bonsai
bonsai lá xanh, gọi là những cái cây bonsai tổng hợp, me, khế, rồi nói chung cũng đủ loại đó. Con có để cái kinh mới của con ở cuối cái bài viết này. Nếu cô chú anh chị thương cô chú anh chị cho con một like, cho con một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho bonsai miền Nam của con ha. Rồi kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, may mắn và bình an nha. Xin chào tạm biệt ạ.